View, Guanaros, Sotichai, trong vai Anyawadi và vai Anyani. Rick Norafat, Vilafat, trong vai Chayawong và vai Sarat. Blenkwan Nattaya trong vai Manikwan và vai Yai Mai. Dạ thưa thầy Minh, bạn của tôi, người muốn gặp thầy, đã đến rồi. Xin mời. Dạ xin chào thưa thầy Minh. Đợt bạn của tôi có kể lại cho tôi nghe là thầy có tà thuật dũng mãnh, có thể đánh bại được lũ yêu ma. Nên chúng tôi mới đến cầu xin sự giúp đỡ. Do là ả thấy
rằng các ngươi đang muốn điều gì. Các ngươi là đang muốn ta đi tiêu diệt á nữ thần rắn, có đúng vậy không? Sẽ là của thầy biết hết. Nếu thầy biết tiêu diệt được cả nữ thần rắn xấu xa đó cho tôi. Nhưng mà ả nữ thần rắn đó, sức mạnh của ả không hề tầm thường. Ả hồi sinh và nhập vào thân thể con người, ả càng có sức lực mạnh hơn. Người có thể tiêu diệt được ả ta phải có ta được hết sức cao cường. Và thầy Minh có dám chắc chắn rằng thầy có thể tiêu diệt ả nữ thần rắn yêu được hay không? Cho dù ả có mạnh đến đâu thì ta cũng không sợ. Dù ả có là nữ thần rắn đi chăng nữa thì cũng chỉ là loài rắn thôi, không đời nào đấu lại viên ngọc xà thần của ta đâu. Đây chính là sức mạnh của thần Naga đã giam giữ sức mạnh của ả rắn yêu trong bức tượng 500 năm trước. Có đúng vậy không? Đúng. Bằng quy luật đó, từ nội công mạnh mẽ hơn bao giờ hết của viên ngọc xà thần, ta sẽ phong ấn ả nữ thần rắn một lần nữa, không cho ả tái sinh thêm một lần nào. Sao vậy nữ thần? Nghi lễ thiêu nữ thần rắn phải gặp tai họa, tất cả là lỗi của con.
dây mày cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Thì Anjawadi muốn đoạt lấy thân xác của cô ấy. Con không thể đợi đến đêm trăng tròn được. Vì như vậy có thể sẽ quá muộn. Nếu như con không hành động, chắc con sẽ sống chung với nỗi ân hận suốt đời này. Con chỉ muốn ba mẹ hãy luôn tin tưởng vào con. Cho dù là có chuyện gì xảy ra, con muốn ba mẹ biết con làm tất cả bằng chính sự quyết tâm để tự bản thân của mình sửa chữa tất cả những tội lỗi mà con đã gây ra trong kiếp trước. Anh ơi, không. Anh ơi, hãy mau tìm cách cứu con đi mà. Em thực sự lo cho con lắm đó anh ạ. Em rất sợ con sẽ không quay về đây nữa. Không cần phải lo. Được rồi, được rồi. Anh hứa anh sẽ cố gắng hết sức để cứu được con. Sợ đó. Sợ đó con ơi. Suket à, có lẽ là tôi sẽ không quay về được nữa. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng việc chúng ta được gặp nhau trong kiếp này không phải là điều tình cờ. Cho dù trong kiếp này chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng tôi cảm thấy hợp cả với anh ngay lần đầu tiên. Cho đến khi biết được hai ta là bằng hữu của nhau từ kiếp trước, anh chính là người bạn tốt nhất của tôi. Nhờ anh chuyển lời đến chú Sensei và cô Không Phen giúp giùm tôi, là tôi sẽ cố gắng cứu dây mãi được an toàn, cho dù là có đánh đổi bằng tính mạng của tôi. Quy à, suốt thời gian qua cậu luôn là người bạn tốt nhất của mình. Mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Nhờ cậu chăm sóc ba mẹ giúp cho mình. Chăm sóc cả đứa cha nữa nha, anh bạn. Sao vậy nữ thần? Tình Nô Ra Xỉn, hắn đang đột nhập vào hang của chúng ta. Rắn thần à, nữ thần rắn đó chắc chắn là đang ẩn nấp ở bên trong. Ta biết là ả đang nhìn trộm chúng ta. Hắn đưa theo người có tà thuật cao cường đến tìm chúng ta nữa. Đi.
hỡi thuộc hạ của ta. Hãy xử lý bọn chúng. Nè thầy Minh, sao thầy không làm gì hết đây? Hả? Chúng đã đến trống hơn rồi đây nè. Viên Ngọc Xà Thần. Viên Ngọc Xà Thần. Hãy thể hiện sức mạnh ngay đi. Các thuộc hạ của ta, mau đi trốn đi. Tiêu diệt tất cả rắn ở đây đi. Công nhận viên Ngọc Xà Thần quá đỉnh. Được rồi thầy Minh, đi thôi. Hôm nay ta phải phá nát hang của nữ thần rắn cho tan tành. Bọn chúng có viên Ngọc Xà Thần, người chắc chắn không đấu lại bọn chúng đâu. Người hãy mau trốn đi nữ thần ạ. Hang rắn thần là nơi ở của chúng ta, ta không trốn. Nhưng mà thưa nữ thần, Modakut, người chăm sóc ta suốt hàng trăm năm qua với lòng trung thành, ta vô cùng biết ơn ngươi. Nhưng viên Ngọc Xà Thần có sức mạnh rất phi thường, mạnh hơn cả sức mạnh của ngươi nữa. Ta muốn ngươi hãy mau trốn đi đi. Không được đâu, tôi không thể bỏ lại người ở đây được. Modakut, nữ thần của tôi, tôi xin người hãy cho tôi được ở lại cùng chiến đấu với người. Nhà nữ thần,
ra rồi. Những thần rắn sâu. Thưa nữ thần, chúng ta không thể làm gì bọn chúng được. Tên pháp sư đó, hắn dùng hắc cuộc để điều khiển sức mạnh của Di Ngọc Tà Thần để bảo vệ cho bọn chúng. Chúng ta phải làm gì đây thưa nữ thần? Để thầy Minh xử hạ đi. Naga lửa lừng danh của viên ngọc xà thần, xin hãy đi ra. Anh ta, anh bị làm sao vậy? Nữ thần, xử lý chúng. Nữ thần. Nữ thần. Còn đại gì nữa hả thầy Minh? Xử chúng đi. Cứ tưởng làm mạnh đến đâu, đến lúc các ngươi chết thôi. Ghê gớm thật đó a nữ thần trắng kia. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt linh hồn của ngươi, không để cho ngươi tái sinh thêm lần nào.
ngọc xà thần có sức mạnh rất phi thường, khiến cho tất cả các loài rắn của chúng ta đều phải khiếp sợ. Nhưng nếu như nó rơi vào tay của con người độc ác, tên đó lấy sức mạnh của viên ngọc xà thần tạo nghiệp gây tội, thì nghiệp chướng cùng với khắc phục đó sẽ quay lại báo ứng chính mình. Đi, con cứ để cho hắn đi nhận nghiệp của mình. Ta đến đây giúp con vì con bị con người làm hại. Nhưng kể từ giờ, ta muốn con tu luyện đức hạnh, tích lũy công đức, cho đến khi con lại được tái sinh lần nữa trong kiếp tiếp theo, con sẽ được sinh ra làm con người như con thằng mong ước. Hãy buông bỏ đi, anh và bà đi. Con hãy tin ta. Dạ, thưa phụ vương. Nhận nghiệp của mình.
Nhưng mà ta không thể buông bỏ mối thù hận với ngươi được. Trong kiếp trước, ngươi đã làm hại ta một cách tàn nhẫn. Cho tới kiếp này, ngươi vẫn nhẫn tâm giết chết Moragon, giết Hushakin. Hai người họ là những thuộc hạ trung thành của ta. Ngươi phải đền tội bằng tính mạng của mình. Ồ, mỗi một phía tôi làm với cô thôi hay sao? Cô vẫn luôn đi theo báo thù, phá hoại tôi và con gái của tôi, không ngừng không ngớt. Nếu đã vậy, hôm nay tôi và cô hãy cùng kết thúc nghiệp chướng ở trong kiếp này luôn đi. Tôi xin lỗi vì tất cả. Tôi xin lỗi vì tất cả mà là lỗi của tôi đã từng gây ra. Trong quá khứ và cả hiện tại, hãy thứ lỗi cho tôi, buông tha cho nhau đi. Tôi sẽ không đến làm phiền nữ thần nữa đâu. Nữ thần sẽ được tái sinh mà. Nữ thần nhất định sẽ được tái sinh làm một con người như là nữ thần mong muốn vậy.
gì vào cùng. Sẽ không đến gặp ta đâu. Di Mỹ, chuẩn bị sẵn sàng và sẽ chiến đấu cùng nhau. Cho dù ta có chết, cùng nhau, chúng ta quyết chiến.